Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ Shalom, xin thầy kính chào thầy quyên bài cho em ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta đang bước vào trong một mùa Giáng sinh đầy vui mừng và phước hạnh ở trong danh Đức Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa, mọi nơi chúng ta đang nô nức chuẩn bị chào đón cho mùa Giáng sinh lại về. Cảm ơn Chúa, tôi xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật là an lành, phước hạnh ở trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Hôm nay quý vị thấy tôi mặc đồ màu đỏ, chúng ta biết rằng là ở châu Âu hoặc là ở Mỹ khi mà Giáng sinh thì mọi người sẽ mặc màu đỏ, áo màu đỏ. Ở Việt Nam của chúng ta thì mùa gì chúng ta cũng mặc màu đỏ hết. Nhưng mà riêng đối với lại ở những nước phương Tây thì họ chỉ mặc màu đỏ vào đúng mùa Giáng sinh mà thôi, thưa quý bà chị em. Cho nên là quý vị thấy hôm nay tôi mặc đồ đỏ. Đó là bởi vì tôi muốn báo hiệu cho quý vị biết rằng là chúng ta đang bước vào trong mùa Giáng sinh. Amen. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề có cái nội dung đó là quyền năng bảo vệ của Đức Chúa Trời Emmanuel. Kính thưa quý mài chị em, chúng ta mỗi khi Giáng sinh về chúng ta đều đọc về câu chuyện của Mary và Joseph và cũng như bối cảnh Chúa Giêsu người được sinh ra đời ở tại Bethlehem. Tôi xin được phép đọc cái câu chuyện Giáng sinh này ở trong sách Matthew đoạn 1 từ câu 18 cho đến câu 25. Và sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu Christ đã xảy ra như vậy: khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph song chân ở cùng nhau thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để chứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, xong không hẹn ở với cho đến khi người sanh một trai thì đặt tên là Giêsu. Và chúng ta thấy được là cái câu chuyện này nó xảy ra trong cái bối cảnh đó là Joseph và Mary đã được hứa gả, họ đã trải qua lễ đính hôn với nhau và họ đã chính thức là vợ là chồng với nhau rồi. Nhưng mà đang trong cái thời gian chờ đợi để Mary kết hợp cùng với Joseph thì trong 12 tháng chờ đợi đó, nó đã xảy ra một cái sự việc mà cả hai đều không mong muốn. Đó là Mary đã được Đức Chúa Trời ngày chọn lựa và hoài thai một hài nhi tên là Giêsu. Và hài nhi này được hoài thai trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Thậm chí là Mary cũng không chuẩn bị trước cái điều này, thưa quý mài cha. Và thiên sứ của Đức Chúa Trời là Gabriel đã hiện ra với Mary và báo tin cho Mary biết rằng là Đức Thánh Linh sẽ đến ở trên Mary và Mary sẽ hoài thai con của Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Giêsu. Và cái câu chuyện này xảy ra với một cái không khí của một cái sự hoang mang của Joseph, thưa quý mài cha em. Joseph biết rằng là đây là vợ của mình đã hứa gả và nàng là một trinh nữ. Làm thế nào mà nàng lại chịu thai một cái bào thai mà nàng nói rằng là đến từ Đức Thánh Linh? Và ông đang suy gẫm và ông đang băn khoăn, ông không biết phải làm sao hết. Ông định giấu cái chuyện này. Nhưng mà thiên sứ của Chúa đã hiện ra trong giấc chiêm bao và khẳng định với Joseph rằng là đây chính là đứa con trai đến từ Đức Chúa Trời. Để làm ứng nghiệm cho lời tiên tri của tiên tri Ê-sai. Đó là: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Lời tiên tri này được chép ở trong Ê-sai đoạn 7 câu 14, thưa quý mài cho em. Và chúng ta biết rằng là bất cứ một cái điều gì đến từ Đức Chúa Trời thì đều luôn có lời của Đức Chúa Trời để khẳng định và xác chứng cho cái sự việc đó. Và thế là Joseph đã tin cậy vào trong lời của Đức Chúa Trời và Joseph đã rước Mary về để làm vợ với mình. Nhưng mà cả hai không hẹn ở với nhau cho đến khi mà Mary sanh một con trai. Và sau đó thì đặt tên là Giêsu. Chúng ta lưu ý cụm từ đó là song không hẹn ở với cho đến khi người sanh một trai. Và đây là một trong những cái cụm từ rất là tuyệt vời để chúng ta thấy rằng là Mary và Joseph đã ăn ở với nhau sau khi mà Chúa Giêsu được sanh ra. Có những giáo hội họ cho rằng là bà Mary là đồng trinh trọn đời. Nhưng mà Kinh Thánh khẳng định với chúng ta rằng là họ không hẹn ở với nhau cho đến khi mà sinh ra Chúa Giêsu. Vậy thì chúng ta từ đó chúng ta có thể hiểu được rằng là
họ không hề ở với nhau trước khi Chúa Giêsu sinh ra, đúng không ạ? Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu sinh ra thì họ là vợ là chồng với nhau, và Kinh Thánh có khẳng định với chúng ta rằng là Chúa Giêsu ngài có những người em trai và người em gái. Buổi sáng nay chúng ta sẽ phân tích về cái cụm từ Emmanuel là một danh xưng của Chúa Giêsu Christ. Và danh xưng Emmanuel này nó không phải chỉ đơn thuần là một cái biệt hiệu hoặc là một cái tên hiệu nào đó mà thôi. Giống như có một số nơi họ ghi là Emmanuel Coffee hoặc là nhãn hiệu Emmanuel gì đó. Nhưng quý mài chị em ơi, cái danh xưng Emmanuel này của Chúa Giêsu Christ nó có đầy quyền năng. Và một trong những cái quyền năng đó chính là quyền năng của sự bảo vệ ở trong danh xưng của Ngài. Danh xưng của Đức Chúa Trời nói về bổn tánh và quyền phép của Đức Chúa Trời. Thưa quý mài chị em, Chúa Giêsu ngài được gọi là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và tại đây chúng ta cũng thấy được là có một sự khẳng định từ lời của Đức Chúa Trời rằng là Chúa Giêsu ngài chính là Đức Chúa Trời. Có một số giáo phái tà giáo họ không công nhận rằng Chúa Giêsu ngài chính là Đức Chúa Trời. Họ chỉ tin Đức Chúa Trời có một ngôi thôi, và họ phủ nhận cái thần tánh của Chúa Giêsu Christ. Họ không tin rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Họ chỉ nói rằng là Chúa Giêsu là một thiên sứ cao cấp của Đức Chúa Trời được dựng nên để mà cứu rỗi nhân loại này. Nhưng mà nói như vậy thì họ cũng không hiểu được thần học nữa quý mài chị em, bởi vì chỉ có huyết của Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đó thì mới có giá trị để chuộc tội cho cả nhân loại này. Còn nếu mà một thiên sứ vô tội đổ huyết ra để chuộc tội cho cả nhân loại này thì đó, điều đó là một cái điều vô cùng nực cười, không ai chấp nhận được. Bởi vì thiên sứ không có giá trị đời đời, giống như là chính Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời. Cũng có một số người không hiểu được tiếng Hy Lạp, họ nói rằng là Chúa Giêsu chỉ là con Đức Chúa Trời thôi, tức là do Đức Chúa Cha đẻ ra Chúa Giêsu. Họ lý luận rằng là từ con đó tức là một thành phần thấp hơn Đức Chúa Cha. Nhưng mà chúng ta khi mà học về tiếng Hy Lạp đó quý vị, thì cái từ con này khi mà nó đứng trước một cái danh từ thì cái từ con nó sẽ nói rằng là cái chủ ngữ đó nó có một cái bản tính giống như là cái danh từ đứng đằng trước nó. Tôi ví dụ ở trong Thánh có nói về con của cái người tên là Ba-ti-mê, tức là con trai của Ti-mê, thì cái từ con đó nói rằng là cái người này có một cái bản tính giống y như là cha của người đó. Và khi mà Kinh Thánh nói rằng là Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì cái từ con đó nói rằng là Chúa Giêsu có bản tánh và giống như Đức Chúa Trời. Vậy thì khi mà ai chúng ta học tiếng Hy Lạp chúng ta sẽ hiểu được rằng là cái từ con Đức Chúa Trời không nói giống như là con trong thể xác của con người chúng ta, nhưng mà cái từ con đó nói rằng là cái hình bóng và bản chất giá trị y như là cái chủ thể của nó. Và khi chúng ta biết được cái điều này, chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu ngài chính là Đức Chúa Trời, con Đức Chúa Trời cũng chính là Đức Chúa Trời. Cho nên khi Chúa Giêsu khẳng định với người Giu-đa rằng là ta chính là con Đức Chúa Trời thì người Giu-đa bắt đầu lấy đá ném Chúa Giêsu, bởi vì họ nói rằng Chúa Giêsu phạm thượng, Chúa Giêsu cho rằng mình ngang bằng với Đức Chúa Trời. Người Do Thái họ hiểu được tiếng Hy Lạp, quý mài chị em. Cho nên quý mài chị em ơi, chúng ta thấy rằng là từ Emmanuel nói rằng là Chúa Giêsu ngài là Đức Chúa Trời cùng chúng ta. Và trong tiếng Hy Lạp thì cái từ ở cùng này đó là một cái từ nói về đền tạm nữa quý mài chị em. Gốc từ nó là cái từ giống như cái tiếng Hebrew, đó là từ Miska, nói về nơi Chúa ngự, và đó là đền tạm. Có một lời tiên tri ở trong sách Ezechiel đoạn 37 từ 26 cho đến 28. Đây là lời tiên tri về đền tạm của Đức Chúa Trời ngài sẽ thiết lập ở trên dân sự của ngài. Và ta sẽ lập với chúng nó một giao ước hòa bình, ấy sẽ là một giao ước đời đời giữa chúng nó với ta. Ta sẽ lập chúng nó và làm cho đông đúc, ta sẽ đặt nơi thánh ta giữa chúng nó đời đời. Đền tạm ta sẽ ở giữa chúng nó, ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Bây giờ các nước sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va biệt Israel ra thánh, vì nơi thánh ta sẽ ở giữa chúng nó đời đời. Quý mà chị em ơi, đây là lời tiên tri của Ezechiel nói trước về một giao ước hòa bình mà Đức Chúa Trời ngài sẽ thiết lập với dân sự Israel của ngài. Và ngài đã nói rằng là ngài sẽ làm ra một cái đền tạm, ngài sẽ đặt nơi thánh của ngài ở giữa dân sự của ngài, và đền tạm của Chúa sẽ ở giữa chúng nó. Thì cái từ đền tạm này đó là từ Miska, cũng hàm ý về việc Đức Chúa Trời ngài ở giữa chúng ta quý mài chị. Khi chúng ta là con cái Chúa, chúng ta nói về đền tạm của quý vị, thì ngay cả tôi nữa, khi mà tôi còn là một người tin Chúa non trẻ, tôi đọc Tân Ước tôi có thể hiểu được. Nhưng mà khi mà đọc về Cựu Ước, nhất là những cái vật dụng trong đền thánh, hoặc là về cách xây dựng chu vi, hoặc là bố cục của đền thánh, đền tạm của Môi-se, thì tôi không hiểu được những cái điều đó. Tôi không hiểu được nào là dài bao nhiêu cubit,
rồi ngang bao nhiêu, rồi cái này bằng đồng, cái kia bằng bạc, cái kia bằng vàng. Tôi không hiểu được. Cho đến khi tôi học và tôi hiểu rằng là qua đền tạm của Môi-se có một giá trị thuộc linh, và từng vật dụng, từng màu sắc, từng thứ ở trong đền tạm của Môi-se đều liên quan đến hình ảnh thuộc linh của Chúa Giêsu Christ và của hội thánh của Chúa. Và trên màn hình thì chúng ta thấy được đây là đền tạm của Môi-se. Và trước khi tôi nói sâu hơn về đền tạm Môi-se này, chúng ta hiểu được rằng là Môi-se trong thời của ông đã được Đức Chúa Trời ngài bày tỏ về hình ảnh của đền thờ trên thiên đàng. Cho nên Đức Chúa Trời ngài đã truyền lệnh cho Môi-se rằng là ngươi thấy đền tạm đó như thế nào thì ngươi phải trở về và làm giống như là những cái hình ảnh mà ngươi thấy được ở trên thiên đàng. Cho nên chúng ta thấy được là đây là đền thờ trên thiên đàng được mô phỏng lại qua cái nhìn và qua cái sự dựng lại của Môi-se và dân Israel của Chúa. Hebreo đoạn 8 câu 5 chép rằng là và giữ sự thờ phượng. Sự thờ phượng đó chẳng qua là hình và bóng của những sự trên trời mà thôi. Cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng hãy cẩn thận làm mọi việc theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. Vậy thì đền tạm này đã được Môi-se cẩn thận làm theo những kiểu mẫu mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho ông thấy ở trên thiên đàng. Và đây chỉ là bản sao thôi quý mài chị em. Và nó không thể nào mà trọn vẹn 100% được. Nó chỉ là hình bóng của đền thờ tại thiên đàng mà thôi. Và chúng ta thấy rằng là đền tạm của Môi-se có 3 phần. Phần thứ nhất đó được gọi là hành lang. Đây là hành lang thưa quý mời chị em. Ở trong hành lang này thì có bàn thờ dâng của lễ thiêu bằng đồng và cái thùng rửa bằng đồng, chậu rửa bằng đồng. Đây là tượng trưng cho phần thân thể của chúng ta, tức là phần xác thịt của chúng ta. Rồi ở đây chúng ta thấy được cái hội mạc ở đây. Và quý vị thấy được đây cái phần hội mạc ở đây có một cái lớp che phủ ở trên đây. Và trong cái phần hội mạc này, ở trong cái phần hậu mạc này đó là hai phần, đó là nơi thánh và nơi chí thánh. Nơi thánh tượng trưng cho phần hồn của người chúng ta và nơi chí thánh tượng trưng cho phần tâm linh của chúng ta. Và khi mà vào trong nơi thánh đó quý vị, vào trong thánh chúng ta sẽ qua năm cái cây cột ở đây, 1 2 3 4 5. Năm cây cột đó tượng trưng cho năm chức vụ ở trong hội thánh của Chúa, chức vụ năm mặt, đó là sứ đồ, tiên tri, thầy giảng tin lành, mục sư và giáo sư. Đây là năm chức vụ, nhờ năm chức vụ đó mà con dân của Chúa mới có thể vào trong nơi thánh được. Nếu không có năm chức vụ này thì chúng ta không thể bước vào trong nơi chí thánh được, vào trong nơi thánh được quý bà chị em. Và khi mà chúng ta vào trong nơi thánh đó thì có chân đèn bằng vàng, rồi có bàn thờ song hương bằng vàng và bàn để bánh trần thiết cũng bằng vàng. Chúng ta thấy không ạ? Ở ngoài đây, ngoài hành lang thì chậu rửa bằng đồng và bàn thờ dân của lễ thiêu cũng bằng đồng. Đồng thì nói về cái nhân tính, tức là nói về những cái công việc xác thịt của chúng ta. Nhưng mà vàng thì nói về thần tánh của Đức Chúa Trời, nói về những bông trái của Đức Thánh Linh. Chưa thấy không ạ? Càng vào bên trong, càng gần đến sự gì của Đức Chúa Trời thì bổn tánh của chúng ta được thay đổi. Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng có những người họ tin Chúa mà họ vẫn còn nóng giận, vẫn còn xác thịt, vẫn còn hút thuốc, rượu chè, vẫn còn cờ bạc, tham mê trai gái đủ thứ hết. Chúng ta nhìn thấy những đời sống đó, chúng ta nói, ô sao tin Chúa mà lại như vậy? À, quý bà em mà bởi vì cớ họ còn ở trong hành lang, họ còn vẫn lang thang ở đây nè quý vị. Nghe lời Chúa mà còn đứng ngoài kia hút thuốc. Đôi khi nghe lời Chúa mà buồn ngủ đó quý vị, không hiểu cái gì hết. Thì họ đang ở trong hành lang đây. Có thể họ đi lòng vòng ở đây, họ cho rằng là mình là đạo vòng, nhưng mà là thật ra đi lòng vòng. Nhưng mà cần phải bước qua chức vụ năm mặt quý bà chị em, cần phải bước qua năm cái cột trụ này thì họ mới vào trong nơi thánh của Chúa. Vào trong nơi thánh họ sẽ được ăn bánh trần thiết, họ sẽ có thể dâng những lời cầu nguyện của họ cho Đức Chúa Trời. Đó là bàn thờ song hương và chân đèn, tức là nói về sự soi sáng của Đức Thánh Linh quý bà chị em. Do đó để chúng ta có một đời sống nên thánh và chúng ta có thể thờ phượng Chúa, đẹp lòng Chúa đúng quý bà chị em, chúng ta cần phải vào nơi thánh của Chúa. Chúng ta cần phải tương giao với Chúa, được Chúa ngài soi sáng, được Chúa ngài khải thị cho tâm linh của chúng ta để chúng ta đọc và chúng ta hiểu được. Khi nãy chúng ta nghe một lời làm chứng của một người cha em nói rằng là trước đây mình không hiểu gì hết, trước đây vào trong thánh chỉ ngủ gục thôi, không hiểu lời của Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, càng theo Chúa, càng yêu Chúa, càng học lời của Chúa thì càng thấy mình hiểu lời Chúa nhiều hơn. Bây giờ nghe lời Chúa không còn buồn ngủ nữa, và thậm chí là có thể chia sẻ lời của Chúa và đưa người khác trở lại với Chúa, quý bà cha em. Đó là bởi vì cơ chúng ta đã bước vào trong nơi thánh của Chúa, chúng ta được biến đổi rồi, quý bà cha em. Và sâu bên trong nữa đó là nơi chí thánh. Ở đây thì tôi không có hình ảnh ở bên trong đó nhưng mà cái thánh nói với chúng ta rằng là vào trong nơi thánh ở phía ngoài đó thì chúng ta có năm cái cột trụ,
Nhưng mà vào trong nơi thánh đó thì chúng ta thấy có bức màn và có bốn cái cột trụ. Bốn cái cột trụ đó giống như thế này, nhưng mà bốn cột trụ đó tượng trưng cho bốn sách phúc âm: Matthew, Mark, Luca và Giăng, để chúng ta có thể đưa đến gần với sự diện của Đức Chúa Trời trong nơi cực thánh, nơi chí thánh đó quý vị. Thì chúng ta cần phải hiểu rõ được thân vị và bổn tánh của Chúa Giêsu. Chúng ta phải hiểu được thân vị và công việc của Chúa Giêsu quý mạng chứ. Nếu không rõ về phúc âm của Chúa Giêsu Christ là Matthew, Mark, Luca và Giăng, chúng ta sẽ không thể đến gần được với Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời Emmanuel, là Chúa Giêsu của chúng ta quý mạng chứ. Khi chúng ta bước vào trong nơi thánh thì chúng ta sẽ thấy chỉ có hòm giữ của Đức Chúa Trời tại đó. Như quý vị thấy ở đây thì nơi thánh và nơi chí thánh được bao phủ bởi một cái bức màn. Ở trong hoàn toàn không có đèn dầu. Ở ngoài nơi thánh á, thì có cái chân đèn bằng vàng, thì tại đó đèn phải được cháy luôn luôn và không bao giờ tắt. Thì cả nơi thánh đó được soi sáng bởi cái chân đèn bảy ngọn menorah. Nhưng mà trong nơi chí thánh thì hoàn toàn không có đèn. Tại đó tối thui và không có cửa sổ với mài chém. Không có cửa sổ, thấy sự sáng ở đâu chiếu sáng cho thầy tế lễ mỗi năm bước vào trong nơi chí thánh để dâng của lễ chuộc tội cho chính mình và cho dân của Chúa. À, đó là sự sáng tỏa ra từ hòm giữ ước của Chúa. Và hòm giữ ước của Chúa đó cũng là nói về sự diện của Chúa Jesus Christ, nói về sự diện của Đức Chúa Trời. Và hòm giữ ước của Chúa tỏa ra sự sáng đó, và không cần bất cứ bóng đèn hoặc là đèn dầu gì cả, người thầy tế lễ tại đó có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ bởi vì sự sáng siêu nhiên của hòm Đức Chúa Trời bày tỏ ra. Và trong hòm giữ ước thì có cái bình bằng vàng đựng mana, rồi có cây gậy của Aaron và có bản luật pháp của Môi-se, đúng không ạ? Và đó là ba thứ tượng trưng cho sự cứu rỗi của con người chúng ta. Và khi mà hòm giữ ước của Đức Chúa Trời được dời đi để dời chạy, đúng không quý vị, thì thầy tế lễ không phải là muốn khiêng là khiêng bình thường đâu. Họ phải dùng những cây đòn dài để mà khiêng hòm giữ ước của Đức Chúa Trời. Và mọi người có thể nhìn thấy hòm của Chúa từ xa, chứ không ai được phép đến gần để mà chạm đến hòm giữ ước của Chúa. Bởi vì nếu mà chạm đến hòm giữ ước của Chúa thì sẽ chết. Và chúng ta biết cái câu chuyện của David đã dời hòm giữ ước của Đức Chúa Trời đến thành David, thành của mình, đúng không quý vị? Và khi mà David khiêng hòm giữ ước của Đức Chúa Trời theo cách của ông đó, thì ông vừa đi vừa nhảy múa, nhưng mà thình lình Usa đi bên cạnh đã vấp cái con bò và té. Khi mà té, ông đã chạm cái tay vào trong hòm dưới của Đức Chúa Trời và ông đã ngã chết ngay lập tức, quý mời cho em. David nhìn thấy hình ảnh Usa chết như vậy và David sợ. David nói rằng, wow, cái hòm này ghê quá. Nếu mà mình đem về thành của mình là lỡ mà con của mình hoặc là đứa nào mà nó chơi gần đó mà nó chạm đến một cái là mình sẽ mất con, nó sẽ chết. Thế là ông ngay lập tức ông đem hòm dưới của Chúa qua một nơi khác. Ông chuyển địa chỉ liền, chuyển qua nhà của Obed-Edom, tức là một người ngoại bang. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng là trong 3 tháng mà hòm dưới của Đức Chúa Trời ở tại nhà Obed-Edom đó, thì Đức Chúa Trời ban phước cho tất cả mọi thứ của Obed-Edom từ A đến Z. Từ bên trong nhà cho đến ngoài đồng ruộng, Obed-Edom được giàu có, thịnh vượng, được phước vô cùng. Và thế là David nói rằng là, ôi không được rồi, bây giờ mình phải đem cái hòm đó về thành của mình. Cho thấy rằng là David ông rất là tham lam, đúng không? Ông tham cái sự diện của Đức Chúa Trời, ông ham thích cái sự diện của Chúa, Đức Chúa Trời. Và khi mà David rước hòm dưới của Đức Chúa Trời về thì Đức Chúa Trời ban phước cho David và David được phước ở trong chức vụ làm vua con. Chúng ta thấy rằng là hòm dưới của Đức Chúa Trời có một cái quyền năng rất là lớn, quyền mài chèm. Và đó chính là sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trên nhân sự của Chúa. Câu hỏi đặt ra đó là ngày hôm nay hòm dưới của Đức Chúa Trời ở đâu? Hòm dưới của Đức Chúa Trời ngày hôm nay ở đâu? Theo như nghiên cứu của những sử học thì họ cho đến ngày hôm nay thì hòm dưới ước của Môi-se, đúng quý vị, đã bị mất tích. Không biết lý do tại sao, không kiếm ở đâu ra trên thế giới này cái hòm dưới đó nữa. Từ năm 70 sau Công Nguyên, tức là sau khi mà thành Jerusalem bị thất thủ trước đại tướng Titus của đế quốc La Mã, thì hòm dưới ước đã bị biến mất bởi vì đền thờ bị phá hủy. Từ đó cho đến nay không ai tìm thấy được hòm dưới ước của Đức Chúa Trời. Có một số quan điểm cho rằng là Đức Chúa Trời Ngài đã lấy đi hay là Ngài đã giấu đi hòm dưới ước đó, và ngày hôm nay hòm dưới ước không còn ở trên thế giới này nữa. Nhưng mà gần đây thì có một học giả Kinh Thánh, ông đã nghiên cứu Kinh Thánh và ông đã tìm ra được hòm dưới ước của Đức Chúa Trời. Và ông nói rằng là hòm dưới ước của Đức Chúa Trời ông đã nhìn thấy, ông đã tìm thấy được vị trí chính xác. Ông khẳng định với thế giới rằng là ông đã tìm thấy được vị trí đó. Và vị trí hòm dưới ước của Đức Chúa Trời đó là hòm dưới ước được
cất giấu ở dưới chân thập tự giá của Chúa Giêsu, tức là ngay tại đồi Gô-cô-tha. Và khi mà tôi nghe điều này, quá cảm ơn Chúa, bởi vì sự chết của Chúa Giêsu Christ cũng chính là hòm dưới của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đến với thập tự giá Chúa Giêsu Christ thì chúng ta sẽ được kinh nghiệm sự cứu rỗi của Chúa, và chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta, quý mài cho em. Và chúng ta, để chúng ta hiểu được cái sự bảo vệ, cái quyền năng bảo vệ của Đức Chúa Trời Emmanuel, cũng chính là hòm dưới đối với quý vị ở trong đền tạm này. Chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta học sâu vào trong Cựu Ước, chúng ta hiểu được Tân Ước rất là nhiều và có rất là nhiều điều thú vị. Trước đây tôi đọc Cựu Ước và tôi cảm thấy rất là buồn ngủ, bởi vì không ai giải thích cho tôi hiểu được đền tạm nó được thiết lập như vậy là lý do gì, hoặc là những cái ý nghĩa của từng vật dụng ở trong đền thánh có sự xích dầu như thế nào, thì tôi không hiểu được, cho đến khi tôi hiểu rằng là qua đền tạm này nó có từng cái ý nghĩa dạy dỗ rất là sâu sắc. Thậm chí quý vị thấy rằng là cái hành lang được bao quanh cái đền tạm này, nó có những cột trụ ở đây đúng không, quý vị thấy không? Tức là có 60 cái cột trụ ở bên đây và 60 cột trụ bên kia, tổng cộng là 120 cột trụ bao chung quanh đền tạm này. Và những cái cột trụ này nó có những cái sợi dây, dây bên trong và dây bên ngoài. Ở trong nó cũng có cái dây, tức là mỗi cái cây cột trụ này dựng thẳng lên, thì ở trong nó có một cái dây móc ở dưới đất, từ dưới đất lên đây, và cái đầu cột trụ này bằng bạc, bọc bằng bạc, thì bạc tượng trưng cho sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Nó có một ý nghĩa quý mài cho em, và nó được niêm ở dưới đất này, cho nên là cây cột trụ này nó được đứng thẳng và nó không có bị lay động bởi gió thổi, dù là gió thổi chiều nào chăng nữa thì nó vẫn đứng thẳng. Và người Do Thái họ đặt tên cho hai cái sợi dây của mỗi cái cột trụ này, sợi dây bên trong đó là sợi dây linh và sợi dây bên ngoài đó là sợi dây lời. Người Do Thái họ đã đặt tên như vậy, đúng quý vị, từ thời của Môi-se. 3.500 năm họ đã gọi những cái sợi dây này, đó là một sợi dây ở trong gọi là sợi dây linh và sợi dây bên ngoài đó là sợi dây lời. Đó là nói về đời sống tâm linh của chúng ta. Để chúng ta trở thành những cột trụ của nhà Chúa, đúng quý vị, chúng ta cần phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta, thì chúng ta mới có thể vững chắc được. Có những người em ngày hôm nay họ chỉ là tìm kiếm Thánh Linh của Chúa thôi. Họ nói: Chúa Thánh Linh ơi, xin đầy dẫy cho đời sống của con. Chúa ơi, con khao khát Ngài, xin Chúa sức dầu trên con. Nhưng mà lời của Chúa thì họ không có một chữ đâu quý vị. Chúa không có một cái nhiên liệu nào để đốt cháy đời sống của họ hết. Lửa của Chúa giáng xuống cháy được 5-10 phút, hết bộ nhóm cái họ về, họ sống trở lại với thế gian và y như là người ngoại đạo. Bởi vì họ không có lời của Chúa, họ không hiểu được Chúa muốn cái gì ở nơi đời sống của họ. Và chúng ta cần phải có lời của Chúa quý mài cha, chúng ta cần phải có lời của Chúa. Để có lời của Chúa thì chúng ta cần phải đọc lời của Chúa. Uống nước rất là dễ đúng không ạ? Nhưng mà ăn cơm thì khó một chút. Bởi vì ăn cơm chúng ta cần phải nhai. Có ai ăn cơm giống như uống nước không? Ăn cơm không? Vô không? Ăn cơm chúng ta cần phải nhai đúng không ạ? Nó lâu lắm, nó mất khoảng 15-20 phút. Nhưng mà như vậy thức ăn nó sẽ được hấp thụ. Còn uống nước rất là dễ. Uống nước trong vòng có 5 giây, 10 giây là chúng ta uống xong. Cho nên đọc Kinh Thánh á, và hiểu lời của Chúa, chúng ta phải mất thời gian. Chúng ta cần phải đọc và nghiên cứu lời của Chúa. Mà nếu chúng ta không chịu mất thời gian, quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ có thể ăn nuốt lời của Chúa đâu. Và có những người họ chỉ tìm kiếm lời của Chúa mà không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, quý mài cha. Giống như cái cây cột ở đây, cây cột ở đây mà chỉ có một sợi dây á, chắc chắn nó sẽ sập khi mà bão tố hoặc là phong ba thổi đến. Tôi thấy có những nơi Thánh Linh của Chúa thổi qua, con dân của Chúa từ mục sư cho đến tín đồ ai nấy cũng nông chay sốt sắng đi làm chứng hết. Còn Thánh phát triển lên 50, 100, thậm chí có nơi cả vài trăm người tin Chúa. Nhưng mà thời gian trôi qua, bắt đầu lửa nó nguội dần. Và trong thời gian nóng cháy như vậy, họ thiếu đi việc học lời của Chúa. Họ không có thời gian để đào bới lời của Chúa và không có học bất cứ một cái trường lớp Kinh Thánh bài bản nào hết. Đến khi tà giáo đến, thì bắt đầu họ nói: ồ, đây là sự tiếp trợ của Chúa. Công nhận Chúa thấy được tấm lòng của mình, đây là sự tiếp trợ của Chúa đây. Ồ, tà giáo móc ra cái điện thoại, cho điện thoại, rồi cho mấy chục đô, bắt đầu khoái quá, bà đi theo tà giáo thôi quý mài cha. Cho nên chúng ta cần có lời của Đức Chúa Trời để biết rõ được đâu là chính giáo và đâu là tà giáo. Có một cái câu hỏi mà tôi thường hay hỏi với lại những người mà đã tin Chúa lâu năm á, nhiều khi họ cũng không biết. Câu hỏi này rất là đơn giản. Trong hội thánh này nếu có ai trả lời được câu hỏi này thì tôi sẽ có phần quà cho quý vị trong mùa Giáng sinh này. Tôi không có hỏi trên trời hoặc là hỏi ở dưới vực sâu đâu, nhưng mà tôi hỏi ngay hiện tại nè. Đó là tại sao Kinh Thánh khi chúng ta đọc chúng ta thấy có chỗ thì Chúa Ngài gọi là dân Israel, có chỗ khác thì Chúa lại gọi là dân Judah. Có ai hiểu được cái điều này không? Khi nào gọi là dân Israel và khi nào gọi là dân Judah? Có những mục sư hầu vị Chúa lâu năm cũng không biết tại sao luôn.
có những cái điều mà chúng ta thấy rằng là nó đơn giản vô cùng, đúng không? Mà ngay cả cái tên gọi cũng không biết tại sao nữa. Thì khi mà tà giáo đến nó nói tại sao anh chị em giữ ngày Giáng sinh, Kinh Thánh có chỗ nào nói rằng là mình phải giữ ngày 25 tháng 12 không? Mới vừa rồi cách đây mấy ngày có một người nhắn tin cho tôi nói rằng là mục sư nhóm ngày Chủ nhật là sai rồi, mục sư thấy tà giáo. Trong Kinh Thánh có chỗ nào nói rằng là mình phải nhóm ngày Chủ nhật không? Cái tôi hỏi, ủa vậy chứ em nhóm hội thánh nào? Dạ bây giờ em nhóm ở nhà, em tự em nhóm mình em. Cái tôi nói vậy là em làm sai lời Chúa rồi. Ở trong sách Hebrew đoạn số 10 câu 25 chép rằng là chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Cứng họng luôn, không trả lời được. Cái đó, một sư nhóm ngày Chủ nhật đó là ngày thờ thần này, thần mặt trời, sinh đây là mặt trời, cho nên là thờ thần mặt trời. Tin lành ngày hôm nay nhóm ngày Chủ nhật đó là thờ thần mặt trời, thờ thần tượng Đức Chúa Trời, nào chứng cho một sư. Tôi nói rằng là tôi không cần biết ngày nào hết. Kinh Thánh có nói rằng là có một cái ngày mà chúng ta cần phải giữ, không phải là ngày Sa-bát, đó là ngày nay. Ngày nay chúng ta xem nha, ở trong sách Hebrew, sách Hebrew đoạn số 4 câu số 6 cho đến câu số 7 như thế này. Như vậy vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ tin lành, và vì những kẻ nghe tin lành ấy trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin, nên về sau lâu lắm trong một thơ của David, Chúa đã định một ngày nữa gọi là ngày nay, như trên kia đã dẫn rằng ngày nay nếu các người nghe tiếng ngài thì chớ cứng lòng. Ở đây chúng ta thấy được cái cụm từ ngày nay, đúng quý vị, today đó, được đóng ngoặc kép. Cái cụm từ này rất là quan trọng cho cái sự thờ phượng Chúa ngày hôm nay của chúng ta. Chúa ngài không nói rằng là chúng ta phải thờ phượng Chúa trong ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Nhưng mà Chúa ngài cho chúng ta có một cái ngày, đó là ngày nay, đó là thì hiện tại. Nếu hôm nay là ngày thứ hai, chúng ta được quyền thờ phượng Chúa không? Được. Miễn là cái ngày nào mà chúng ta gọi là ngày nay. Chúng ta không thờ phượng Chúa ngày mai, tại vì ngày mai chưa đến. Nhưng mà ngày hôm nay đã đến rồi, chúng ta phải thờ phượng Chúa, đúng không ạ? Trong thời Cựu Ước thì người ta chỉ giữ theo luật pháp Môi-se và thờ phượng theo đúng cái điều mà Môi-se đã dạy ra trong luật pháp. Họ muốn thờ phượng Chúa ngày thứ nhất lắm mà cũng không được, tại vì luật pháp đã định như vậy. Nhưng mà Chúa Giê-xu ngày đến thế gian này để thay đổi cái luật thờ phượng ở trong thời Cựu Ước, và Chúa ngày cho chúng ta được bước vào trong nơi thánh và không còn bị ngăn cách bởi bức màn ngăn cách nữa, quý mài chị em. Và ngày hôm nay chúng ta có được xiềng diện của Đức Chúa Trời ở bên trong tâm lòng của chúng ta, hòm ước được chuyển vào trong tâm linh của chúng ta, quý mài chị em. Vậy thì khi chúng ta tin Chúa thì hòm ước của Đức Chúa Trời trong thuộc linh đó sẽ được chuyển vào trong tâm linh của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta là hội thánh của Chúa, được gọi là hòm ước của Đức Chúa Trời, hòm ước ở bên trong lòng của chúng ta. Kinh Thánh có nói thế này ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20 cho đến 22: anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jesus Christ là đá gốc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh ở trong Chúa. Ấy anh em cũng là nhờ ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Vậy thì mỗi người chúng ta nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà chúng ta được trở thành nhà ở của Đức Chúa Trời qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19 cho đến 20 chép rằng là anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì trước anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Vì tôi và chúng ta ngày hôm nay là người tin Chúa thì thân thể của chúng ta trở thành đền thờ hay là đền tạm này của Đức Chúa Trời ở trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Con người của chúng ta có ba phần, đúng không ạ? Thứ nhất đó là phần thể xác, quý vị thấy được tôi, đó là qua phần xác. Quý vị có thấy phần linh hồn của tôi không? Không. Rồi phần linh hồn đó là phần thứ hai, và phần thứ ba đó là phần tâm linh, thì tương ứng với ba phần của đền tạm này. Và chúng ta biết rằng là ba phần của đền tạm này không phải chỉ nói về ba phần con người của chúng ta, mà cũng nói về ba thân vị của Đức Chúa Trời nữa, là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Cũng ba phần này tương ứng với lại ba cái phần của con tàu đuôi nữa quý vị, có là tầng trên, tầng giữa và tầng dưới. Và cũng nói về hội thánh của Chúa. Và ba phần này cũng tương ứng với ba thời kỳ của Kinh Thánh đó quý vị. Phần hành lang đó là 1.500 cubit, thì 1.500 đó tượng trưng cho 1.500 năm từ Môi-se cho đến Chúa Giê-xu. Và ở trong nơi thánh thì đó là 2.000 cubit, tức là tính cái chiều cao của từng cây cột đó quý vị, cộng lại với nhau thì nó là 2.000 cubit, tức là thời kỳ ân điển của Đức Chúa Trời dành cho hội thánh ở trên đất này. Tức là từ Chúa Giê-xu cho đến chúng ta đã là bao nhiêu năm rồi quý vị? 2022 năm, đúng không? Có người nói cái chỗ này sai nè, mục sư chắc sai nè. Từ Chúa Giêsu đến bây giờ đã là 2022 năm rồi.
Thế tại sao mà nói rằng là thời kỳ ân điển là 2000 năm? Chúng ta không hiểu được Đức Chúa Trời Ngài sẽ tính cái thời gian tính từ cái mốc Chúa Giêsu được sinh ra, hay là từ lúc Chúa Giêsu 12 tuổi, hay là từ lúc Chúa Giêsu Ngài tắc hơi trên thập giá, hay là từ lúc mà Chúa Giêsu Ngài thăng thiên về trời, chúng ta không biết được. Nếu mà tính ra từ thời Chúa Giêsu Ngài thăng thiên về trời, quý vị, thì Chúa Giêsu năm 33 tuổi đúng không? Đúng không ạ? À? Tức là năm 33 sau công nguyên. Thì tính cho đến bây giờ chúng ta đã đủ 2000 năm chưa? Chưa. Chính xác á, là tính từ lúc mà Chúa Giêsu thăng thiên á, cho đến mà bây giờ đó quý vị, tức là phải là năm 2033 thì mới hết 2000 năm. À, quý vị thấy rất là rõ ràng đúng không ạ? Dĩ nhiên tôi không nói chắc rằng là năm 2033 Chúa Giêsu sẽ đến. Nhưng mà tôi muốn nói rằng là thời kỳ ân điển vẫn còn chứ chưa hết. Chưa quá 2000 năm đúng không ạ? Rồi nơi thánh đó quý vị, ở nơi chí thánh đó quý vị, người ta đo từng cây cột trụ và thấy nó là chiều cao đó là 1000 cubit, tượng trưng cho 1000 năm bình an ở trên đất này mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ thiết lập sau khi mà Ngài trở lại thế gian này để tiêu diệt Antichrist và bè lũ Satan. Ba ba nơi trong đền tạm tượng trưng cho ba thời kỳ của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Thời kỳ luật pháp đã qua rồi đúng không ạ? Chúng ta đang sống ở đâu? Chúng ta đang sống ở trong nơi thánh, tức là tượng trưng cho thời kỳ ân điển. Chúng ta vẫn còn ở trong thời kỳ ân điển quý bà cha. Và thời kỳ ân điển này cũng đang dần dần kết thúc. Khi mà Chúa Giêsu Ngài thăng thiên về trời thì các môn đồ đứng ngớ người ra và họ cứ nhìn lên đám mây. Họ tiếc nuối. Và họ chờ đợi rằng Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại, Chúa Giêsu sẽ trở lại. Họ cứ nói với nhau rằng là ô Chúa Giêsu sẽ trở lại. Nhưng mà nếu Chúa Giêsu Ngài trở lại trong thời kỳ đó thì có lẽ người Việt Nam của chúng ta sẽ không thể nghe được tin lành của Chúa vào năm 1911 đúng không? Nếu Chúa Giêsu Ngài tái lâm trong thời của sứ đồ Giăng đó, tức là vị sứ đồ cuối cùng của các sứ đồ đó quý vị, thì có lẽ chúng ta không được cứu đâu. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã chờ đợi chúng ta. Chờ đợi chúng ta cho đến năm 1911 thì tin lành lần đầu tiên đã đến tại Đà Nẵng, tại Việt Nam. Và người Việt Nam của chúng ta từ đó được cứu rỗi nguyên vàng chè. Cảm ơn Chúa, sự nhịn nhục chờ đợi của Chúa cốt là để cứu chuộc chúng ta. Rồi, tôi không mong muốn rằng Chúa Ngài đến quá sớm đến nỗi mà có nhiều người ngoài kia họ còn chưa biết về Chúa Giêsu và họ chưa được cứu. Và nếu chúng ta về trời thì những người đó, trong đó có người thân của chúng ta, họ sẽ bị chết mất và họ không được cứu rỗi. Cho nên chỉ cần một giây Chúa chờ đợi chúng ta, Chúa kéo dài ra thôi quý mài cho em một giây thôi thì có thể cứu được rất là nhiều người. Từ thời Chúa Giêsu cho đến chúng ta là 2000 năm đúng không quý vị? Thì thật ra trước mặt Chúa 1000 năm như một ngày, 2000 năm chỉ là mới 2 ngày thôi. Và Kinh Thánh có nói rằng là trong 2 ngày chúng ta sẽ qua ngày thứ ba chúng ta sẽ được tỉnh lại. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ chờ đợi cái sự gì của Chúa chắc chắn đến như là sớm mai, và đến ngày thứ ba chúng ta sẽ tỉnh lại, tức là sau 2000 năm của thời kỳ ân điển thì sẽ đến lúc mà hội thánh của Chúa được cất lên, những người chết, những người ngủ trong Chúa sẽ được sống lại và chúng ta sẽ được cất về trời. Vậy thì chúng ta thấy được rằng là lời của Chúa thật là sâu nhiệm quý mà cha. À, chúng ta cần phải đào bới lời của Chúa, viền mối thêm viền mối, hang thêm hang, để chính chúng ta sẽ là những người được phước và được sự bảo vệ ở trong lời của Chúa. Tôi nhìn thấy có nhiều cơ đốc nhân rất là đáng tiếc quý mà cha em, lúc đầu có một khởi đầu rất là tốt nhưng mà sau đó không trang bị lời của Đức Chúa Trời và cũng như không có thánh linh của Chúa dắt dẫn, cho nên họ sống lầm lạc và hư mất. Và tôi nghe rất là nhiều cái chuyện đau lòng liên quan đến những người mà họ lúc ban đầu họ rất là tốt nhưng mà sau đó họ bị gió của những cái sự lầm lạc nó xô động. Vừa rồi tôi nghe một người nói rằng là mục sư biết không, cái người chủ điểm nhóm lúc đầu rất là tốt, rất là sốt sắng, nhưng mà vì một cái lý do nào đó cái người này đã thắt cổ tự tử và hội thánh sau đó tan nát hết. Hội thánh sau đó là linh sự chết đi vào và người thì nhảy nhảy xong, người thì thắt cổ tự tử y như cái ông đó luôn. Tôi nghe trong lòng của tôi đau xót vô cùng quý mài cha. Làm sao mà một người hầu vị Chúa, làm sao mà một người đã từng là người đem người khác đến với Chúa mà lại tự tử như vậy? Và quý mài cha em, ở đây tôi không muốn sắc muối vào trong những cái vết thương như vậy, nhưng mà tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là tin Chúa vẫn chưa đủ, nhưng mà chúng ta cần phải tin cho tới, chúng ta cần phải theo Chúa cho đến cuối cùng quý vị ơi. Đừng giống như Judas Iscariot, lúc ban đầu thì có alpha, có khởi đầu, nhưng mà không có omega là cái kết thúc. Có thể chúng ta vấp ngã giống như là Phi-rơ, nhưng mà chúng ta vẫn còn cơ hội để ăn năn trở lại với Chúa và làm lại những công việc ban đầu của mình. Amen. Bây giờ chúng ta vẫn còn trong thời kỳ ân điển,
chúng ta vẫn còn có cơ hội, chúng ta vẫn còn có thời gian để chúng ta đến với lời của Chúa và ăn năn tra xét lòng của chúng ta trong sự cầu nguyện thờ phượng Chúa quý bạn chị. Chúng ta cần phải đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời Emmanuel của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ nói về ý nghĩa của hòm giữ của Chúa, ý nghĩa của sự bảo vệ trong hòm giữ của Chúa. Có một cái phân đoạn kinh thánh rất là bí ẩn mà nhiều người rất là quen thuộc nhưng mà không biết được cái chỗ bí ẩn đó là chỗ nào. Đó là sách Thi Thiên đoạn số 91. Thi Thiên đoạn 91 cho chúng ta thấy được có một cái phước hạnh mà những người họ nương náu nơi Chúa họ sẽ nhận được. Câu 1 chắc là người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi tin cậy đến Ngài. Tôi học thuộc cái đoạn cái thánh này từ khi mà tôi còn bé, nhưng mà tôi không biết được chính xác thật sự nó là chỗ nào, tức là nơi kín đáo của Đấng Chí Cao là ở chỗ nào. Theo những học giả kinh thánh thì họ có hai cái sự bàn luận ở đây. Cái bàn luận thứ nhất đó là Môi-se chính là tác giả của sách Thi Thiên 91 này. Và sự bàn luận thứ hai đó là David chính là tác giả của Thi Thiên đoạn 91 này. Và tôi tin rằng là hai cái sự bàn luận này, hai cái quan điểm này cũng có thể đúng. Bởi vì khi Môi-se trong đồng vắng đó thì ông đã nhìn thấy hòm giữ ước và ông đã ở trong bóng cánh của Chúa. Ông nhìn thấy được cái sự vinh quang của hòm giữ ước khi mà ông phục vụ trong nơi thánh. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cho đến thời kỳ của David, khi David rước hòm giữ ước về thành David là thành của mình, thì David biết rằng là hòm giữ ước của Chúa không thể chạm đến một cách tùy tiện được. Cho nên khi mà ông để hòm giữ ước của Chúa ở trên một cái tảng đá vôi màu trắng và ông có những cái bức màn trướng che hòm giữ ước đền tạm của David đó quý vị, thì nó được bao phủ bởi những cái bức màn. Nó không có một cái cột hay là bất cứ một cái gì khác, chỉ có bức màn và bốn cái cột chung quanh để mà bao phủ hòm giữ của Chúa. Và ông thiết lập những thầy tế lễ đứng ca hát ở chung quanh hòm giữ đó. Và ông thì ông thờ phượng Chúa bên cạnh hòm giữ. Và khi mà ánh sáng mặt trời đó, chiếu vào trong hòm giữ, thì chúng ta biết rằng là hòm giữ của Chúa ở trên nắp thi ân đó, tức là trên cái nắp hòm giữ đó, thì có hai cái cherubim che cánh ra như thế này. Dạ, che cánh ra như thế này. Thì bóng mặt trời dọi xuống hòm dưới đó, thì bóng mặt trời sẽ khiến cho hình của hai cherubim á nó in ở xuống đất. Và vua David, ông đã quỳ ở dưới cái bóng đó, và ông đã quỳ thế. Ông quỳ để cho cái bóng của hòm dưới á che ở trên người của mình. Bởi vì ông không thể chạm đến hòm dưới của Chúa được. Ông khao khát sự gì của Chúa nhưng ông không chạm được, bởi vì ông biết rằng là một giây phút mà ông chạm đến là ông sẽ chết. Cho nên ông chỉ có thể ở dưới bóng cánh của Chúa. Cho nên Kinh Thánh nói rằng là cái người nào nương náu mình nơi Chúa đó, thì đó là hình ảnh của cái người mà họ quỳ ở dưới cái bóng của cherubim ở trên nắp hòm giữ. Quý vị ơi, khi chúng ta ở dưới bóng cánh của hòm giữ của Chúa thì chúng ta sẽ được phước, những cái phước ở đây Kinh Thánh nói rằng là Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Có những học giả họ không hiểu cái điều này, họ nói rằng ủa Chúa có lông hả? Chúa có cánh hả? Ủa Chúa giống như cái con đại bàng hay con gì? Họ không hiểu được. Nhưng mà không, ở đây đang nói về cái bóng của cherubim á, cherubim họ giơ cánh lên như thế này và cái hình bóng của họ in ở dưới đất. Thì Môi-se cũng như David và những tiên tri, những thánh đồ của Chúa ngày xưa, họ tiếp cận được gần với hòm giữ của Chúa, họ không thể đến chạm được thì họ đã quỳ ở dưới bóng đó. Và những phước hạnh đó sẽ đem lại cái sự bảo vệ của Đức Chúa Trời trên đời sống của người đó. Họ sẽ được bao phủ, được bảo vệ trước tất cả những kẻ thù của họ. Chúa Ngài phải được dấy lên và kẻ thù chúng ta phải bỏ chạy quý bà chị em. Ở trong Gia-cơ đoạn 47 chắc rằng là hãy đau phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Cái từ lánh xa trong tiếng Việt của chúng ta nó chưa có rõ nét. Ở trong tiếng Anh dùng cái từ đó là flee from you, tức là bỏ trốn, bỏ chạy, ba giò bốn cẳng bỏ chạy. Quý bà chị em ơi, khi chúng ta có sự đầu phục ở dưới sự gì của Chúa thì kẻ thù của chúng ta sẽ bỏ chạy khỏi chúng ta. Ngày hôm nay con cái Chúa có kẻ thù không? Kẻ thù chúng ta là ma quỷ đúng không ạ? Và ma quỷ nó gây ra nào là bệnh tật, nào là yếu đuối, nào là ghen ghét, giận hờn, bắt bớ từ những người không tin Chúa xung quanh chúng ta. Ma quỷ có thể dấy lên hàng xóm của chúng ta để chống lại đức tin cơ đốc của chúng ta. Ma quỷ nó có thể khiến cho nan đề tài chánh xảy ra. Nó làm chúng ta cảm thấy bị khủng bố, bị khủng hoảng. Trong những ngày qua, nhiều con cái Chúa cũng nhắn tin nhờ tôi cầu nguyện. Mục sư ơi, bây giờ ngân hàng họ không cho em vay tiền nữa. Hầu như không có một hệ thống ngân hàng nào có thể cho người dân vay tiền trong thời điểm này. Đây là một cái sự khủng hoảng chung ở trên
tàn quốc. Nhiều người muốn làm ăn lắm nhưng mà không thể vay tiền được. 20 triệu thôi quý vị mà cũng không thể vay được quý vị. Có nhiều khi chúng ta cảm thấy khủng hoảng ở trong thời điểm. Đó phải kẻ thù chúng ta không? Nghèo đói cũng là kẻ thù của chúng ta đúng không ạ? Nợ nần cũng là kẻ thù của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao? Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta thấy được quyền năng trong sự bảo vệ của Chúa. Tôi tin rằng trong quyền năng của Đức Chúa Trời có sự giải cứu về nợ nần tài chánh. Bằng cách nào? Chúng ta không biết được. Và theo như tương truyền, trước khi mà vua David đi ra chiến trận với là những kẻ thù của mình, thì ông thường hay dành thời gian để quỳ gối bên hòm dưới của Đức Chúa Trời để mà thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa. Và khi ông tìm kiếm Chúa và được nhận lãnh lời của Đức Chúa Trời rằng là ông sẽ chiến thắng, thì ông bước ra và ông chiến thắng cuộc chiến đó. Có nhiều đêm ông đã thức thâu đêm và ông cầu nguyện thờ phượng Chúa, tìm kiếm Chúa, vì ông biết rằng là nếu Chúa không đi ra trận cùng với mình thì có thể thấy rằng là ngày mai sẽ là trận chiến cuối cùng cuộc đời của mình. Nếu ngày mai sẽ là hạn chót và quý vị phải đáo hạn với ngân hàng, quý vị sẽ phải làm gì? Quý vị chạy tới chạy lui đi kiếm người này tìm người kia mượn tiền hả? Rồi chúng tôi cũng thấy nhiều con cái Chúa cũng bị nợ dí như vậy đó. Nhưng mà tôi tin rằng là Chúa ngài sẽ có cách để giải cứu chúng ta, quý mà chị. Amen. Hãy dành thời gian để quỳ gối trong sự gì của Chúa. Bởi vì ngày hôm nay hòm dưới của Đức Chúa Trời đang ở bên trong đời sống của chúng ta. Hãy cầu nguyện và tìm kiếm Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Bởi vì chỉ có trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta mới mặc lấy quyền năng để chúng ta có thể nghịch lại với tất cả những công việc của ma quỷ. Ma quỷ nó không sợ bằng cấp tiến sĩ của chúng ta, nó không sợ bằng cấp thạc sĩ của chúng ta. Nó không sợ thoạt sĩ đúng không ạ? Ngày hôm nay Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều thoạt sĩ, nhưng ma quỷ nó không sợ thoạt sĩ. Nó chỉ sợ có người có danh của Chúa và có đức tin nơi lời của Đức Chúa Trời, quý bà chị em. Cầm cái bằng ra đưa trước mặt nó cái này ta sống trước người cả mấy ngàn năm rồi, cái khô mà người ta biết rất là nhiều thứ. Thật sự thiên sứ sa ngã biết rất là nhiều thứ. Mình học chỉ có mấy chục năm thôi sao bằng thiên sứ sa ngã tức là ma quỷ được. Cho nên chỉ có quyền năng Thánh Linh của Chúa ngài mới có thể quỷ phá những công việc của ma quỷ mà thôi, quý bà chị em. Trong mấy ngày trước thì tôi đi ra miền Trung và tôi đến một điểm nhóm. Và Chúa ngài sử dụng một người nữ là chủ điểm nhóm. Cô này đã cậy ơn của Chúa để mà đi cầu nguyện và làm chứng cho những người hàng xóm chung quanh mình. Trong đó có một người phụ nữ bị điên bởi vì cớ ông chồng á đi theo người phụ nữ khác. Cho nên cái người nữ này cảm thấy hụt hẫng và bị tổn thương và buồn giận chồng của mình. Giận cho đến một ngày kia thì quỷ nó nhập vô cái người phụ nữ này và người phụ nữ này cởi đồ đi lung tung trong xóm hết. Và sau đó thì người thân trong gia đình đã gửi cái người phụ nữ này đi khắp các bệnh viện, nhà thương điên ở tại Tam Kỳ rồi ở Quảng Nam đi khắp các nơi. Nhưng mà đi không hết. Đi thì tiền nó mất nhưng mà tật vẫn phải mang. Và sau đó thì người chị em này đã tìm đến với hội thánh của Chúa. Nhưng mà khi mà đến hội thánh của Chúa đó, đến nhà thờ đó, thì nhà thờ người ta không có quan tâm. Tại sao mà đem cái người điên người khùng vô... Điên khùng thì vô thằng điên chứ làm cái gì mà để cho buổi nhóm làm sùm rối loạn hết. Thế là người chị em đó lui đi và đi vô chùa. Vô chùa cũng khang không hết nữa. Sau đó thì có hội thánh tư gia đã đến để mà chăm sóc. Nói tin Chúa đi, Chúa sẽ cứu cho. Nhưng vào trong tư gia thì cũng y như là lần trước vậy đó. Người ta nói sao không đem cái người mà bình thường vào trong đây mà lại đem cái người điên khùng tàn tàn vô làm cho hội thánh không nhóm được. Thế là người chị em này một lần nữa lại phải rời khỏi điểm nhóm đó. Và Chúa ngài dùng cái người chị em trụ điểm nhóm nhà gần đó, cách đó có khoảng vài trăm mét thôi, đến để làm chứng và chăm sóc. Và bắt đầu khuyên lơn, an ủi, nói hãy tha thứ cho chồng của mình đi. Rồi dùng lời của Chúa để khích lệ. Cảm ơn Chúa rằng là sau một thời gian người phụ nữ đó tỉnh ra. Và người phụ nữ đó đã trở thành một người yêu mến Chúa và được giải cứu hoàn toàn, quý mời chị em. Tôi có quay lại lời làm chứng của người chị em này và tôi sẽ... chia sẻ cái lời chứng đó để cho cộng đồng con cái Chúa thấy rằng có quyền năng ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Không còn điên đâu quý bà chị em, tôi có quay lại những cái giấy tờ chứng nhận của bệnh viện ở các nơi rằng là người chị em này thật sự là bị điên. Và có phải là ở mức độ nhẹ, có phải là mức độ bình thường nhưng mà là ở mức độ nặng đúng quý vị. Cảm ơn Chúa, trong danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta có quyền năng để giải cứu ngay cả những người điên, người khùng, ma quỷ áp bức họ đúng quý bà chị em. Cảm ơn Chúa. Vậy thì chúng ta thấy rằng là có quyền năng ở trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời, có quyền năng ở trong sự gì của Đức Chúa Trời, có quyền năng ở trong lời của Đức Chúa Trời, quý mai chị em.
hãy đến gần với Chúa, hãy ở trong đền tạm của Chúa, hãy ở trong mối quan hệ ngọt ngào với Đức Chúa Trời. Điên khùng nó sẽ rời xa khỏi chúng ta khi chúng ta càng đến gần với Đức Chúa Trời. Nghèo đói nợ nần nó sẽ phải rời xa khỏi chúng ta khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Những sự dốt nát, những sự thiếu biết nó sẽ rời xa khỏi chúng ta khi chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời qua lời của Ngài. Hãy theo Chúa và theo cho đến cuối cùng quý mài cha. Chúa sẽ biến đổi anh chị em từ vinh hiển qua vinh hiển, cũng như chính Ngài là đấng vinh hiển. Ở trong hội thánh của Chúa tại đây, tôi welcome, tôi hoan nghênh chào đón tất cả mọi thành phần, mọi loại người đến đây. Không phân biệt quý mài cho em giàu hay nghèo, không phân biệt quý mài cho em có trình độ hay không trình độ. Hội thánh của Chúa luôn mở rộng cửa chào đón anh chị em. Có những nơi khi chúng ta, những người chúng ta nghèo hèn, ít học, chúng ta đến, người ta không quan tâm chúng ta là ai. Đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta mà đi xe Lexus hoặc là đi xe sang đến ha, người ta welcome liền, xin mời nha, xin mời anh chị ngồi trước nha. Lấy nước cho người này. Nhưng mà khi mà cái người bận đồ rách rưới vào trong nhà của Đức Chúa Trời, thì người ta sẽ tìm cách để thậm chí là xua đuổi luôn quý mài cha. Ở trong Gia Cơ đoạn 2 có nói về cái điều này. Nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái người nghèo mà vào trong hội thánh của Chúa mà chúng ta tây vị họ đó, thì chúng ta cũng mắc tội với Chúa. Ở trong Gia Cơ đoạn số 2 câu số 2 cho đến câu số 4 chép thế này. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân của ta, thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đáng không? Trong nhà của Chúa không có phân biệt giai cấp, không có phân biệt giàu nghèo. Amen. Đó là do tại sao mà tôi vẫn ngồi ăn chung bàn với anh chị em. Cho dẫu rằng tôi có thể tôi ngồi ngồi bàn riêng. Thậm chí có những người họ biết được là cái tính tình của tôi như thế nào, sở thích của tôi làm sao. Tôi không biệt mình ra khỏi anh chị em. Tôi vẫn sống hòa đồng, trang hòa với anh chị em. Anh chị em ăn cái gì tôi ăn cái đó. Anh chị em uống cái gì tôi uống cái đó. Có người nói một sư biết không? Có những người họ đến nhà của tôi đó, họ không bao giờ ăn cơm uống nước nhà tôi. Bởi vì họ cảm thấy nó ghê gớm, nó khủng khiếp quá. Nhưng mà thấy một sư á, vào trong nhà của tôi chịu ở tại đó, chịu ăn cái đồ tôi dọn ra, chịu uống cái nước mà tôi đưa ra, tôi khâm phục một sư. Quý mà trẻ mời Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài vốn là đấng giàu sang. Ở trên đất này không có một cái chỗ nào có thể so sánh được với thiên đàng. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn chọn bỏ thiên đàng để mà đến thế gian này tìm cứu chúng ta, lập chúng ta làm thánh của Chúa. Vậy thì chúng ta là những người được cứu rỗi, chúng ta đừng bao giờ tây vị, đừng bao giờ nhìn vào trong cái nhãn mác của con người để mà đánh giá hoặc là coi thường, phân biệt lẫn nhau quý mài cha. Chúa muốn chúng ta sống giống như Chúa Giêsu Christ. Amen. Hãy cởi mở với mọi người xung quanh và hãy nhìn thấy Chúa ở trong lẫn nhau. Đừng chỉ nhìn thấy nhẫn vàng hoặc là đồng hồ hoặc là điện thoại hoặc là xe cộ của nhau, nhưng mà hãy nhìn thấy sâu hơn, đó là Chúa Giêsu ở trong lòng của mỗi người chúng ta. Amen. Đức Chúa Trời Emmanuel sẽ ở cùng với chúng ta trong mùa Giáng sinh này. Khi chúng ta mở lòng mình ra để chào đón Chúa, hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, Ngài là Emmanuel của con. Có Chúa con có được thiên đàng, có Chúa con có được tất cả, có Chúa con có được sự bảo vệ trong danh Đức Chúa Jesus Christ, có Chúa con có được sự chữa lành, có Chúa con có được sự đắc thắng, có Chúa con sẽ có sự tiếp trợ, có sự giàu có và có sự tự do khỏi tất cả mọi nợ nần trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Sự sáng của Chúa sẽ chiếu rọi cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ ban theo chúng ta đức tin để giúp đỡ, thêm sức bảo vệ và che chở chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa buổi sáng nay sẽ đem lại sự giải phóng, giải cứu, chữa lành cho chúng ta qua danh của Đức Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Và kính chúc quý vị sẽ có một mùa Giáng sinh thật là phước hạnh, đầy tràn ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời trong lòng của anh chị em. Và nếu buổi sáng nay hoặc là chúng ta đang nghe lời của Chúa tại đây, hoặc là chúng ta đang nghe lời Chúa tại nhà của chúng ta qua video này, nếu quý vị cảm thấy rằng là thật sự trong những ngày vừa qua, trong những năm vừa qua, tôi đã tin Chúa theo giáo hội, tôi chỉ tin Chúa theo truyền thống của gia đình, tôi có thể là đạo dòng, nhưng mà tôi thật sự chưa có Chúa Jesus Christ trong lòng của mình, tôi khuyên mời quý bà chị em hãy quy gối và cầu nguyện với Chúa để Chúa có thể thật sự bước vào trong đời sống của anh chị em. Ngài sẽ giáng sinh ở trong lòng của anh chị em. Cho dù anh chị em là một nơi nghèo hèn, thấp hèn giống như Bethlehem, là một cái chỗ không ra gì, cái chỗ không ai thèm ngó ngàng đến, nhưng mà có Chúa Giêsu Christ, Ngài giáng sinh vào lòng của anh chị em, thì chỗ đó nó sẽ không còn là nghèo nàn nữa quý mà anh chị em. Chỗ đó sẽ trở thành một nơi chu phú và giàu có, nó sẽ trở thành một cái di tích, trở thành một cái chỗ phước hạnh cho muôn người. Cảm ơn Chúa. Nguyện xin Chúa ban phước cho quý bà chị em, để sự diện của Đức Chúa Trời Emmanuel sẽ đi cùng quý bà chị em. Quý bà chị em về nhà thì ma quỷ ở tại vùng đất của quý bà chị em nó sẽ nhận biết được quý bà chị em là ai. Nó sẽ không dám ngồi lên đầu lên cổ quý bà chị em, bởi vì Đức Chúa Trời Emmanuel ở cùng quý bà chị em.
Bất cứ nơi nào hòm giới của Chúa đến đó thì sự phước hạnh của Chúa sẽ bay bay phủ tại chỗ đó. Và Chúa Ngài sẽ nhận đầu của kẻ thù Ngài xuống và sự vinh hiển của Chúa được dấy lên cho đời sống của dân sự của Ngài. Amen. Hãy tin rằng Đức Chúa Trời đi cùng với chúng ta trong mọi lúc mọi nơi. Amen. Và Giáng sinh này quý vị sẽ có Chúa đi cùng với quý mà chàng. Và khi quý vị có Chúa thì quý vị sẽ có lúa. Amen. Khi quý vị có đạo thì quý vị sẽ có gạo. Người ta nói rằng là có thật mới vượt được đạo. Ôi, mục sư nói chuyện trên trời không, bây giờ em cần tiền. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta rằng là nhưng trước hết hãy tìm kiếm nếu Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài thì Ngài sẽ ban chúng ta thêm mọi điều ấy nữa. Có Chúa mới có lúa. Amen. Trước hết hãy tìm kiếm Chúa quý mà chị em, đừng tìm kiếm lúa. Amen. Có Chúa thì lúa nó sẽ tự động nó đến. Amen. Còn nếu mà chỉ có lúa mà không có Chúa thì cuộc đời của chúng ta chỉ là lúa mà thôi. Xin Chúa ban phước cho quý vị để chúng ta sẽ trở thành những con người có Đức Chúa Trời Emmanuel ở cùng với chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời chúng ta cùng đứng dậy và chúng ta cùng cầu nguyện để chúng ta kết thúc bài giảng hôm nay. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời của chúng con. Cảm ơn Chúa Jesus Christ. Ngài vốn là một đấng cao sang, Ngài Đức Chúa Trời của cả vũ trụ này. Ngài là hoàng tử của cả thiên đàng, nhưng mà Ngài đã từ bỏ ngôi cao sang xuống thế gian này để tìm cứu chúng con. Ngài đã Giáng sinh ở trong một cái chuồng chiên nghèo hèn ở tại Bethlehem năm xưa. Và Chúa Ngài đã đến với một vị trí nghèo hèn như vậy để tất cả chúng con là những người nghèo khổ, đói rách ở trên thế giới này có thể chạy đến tìm đến với Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài không phân biệt, Ngài không coi thường chúng con, Ngài không hất hủi chúng con, Ngài không xua đuổi chúng con, nhưng mà Ngài vẫn chào đón chúng con, welcome chúng con ở trong vòng tay ân điển và nhân từ của Ngài. Cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài cho chúng con trong mùa Giáng sinh này, mỗi người chúng con có thể nhìn thấy Chúa Giêsu, Ngài có phải chỉ là một hài nhi đơn giản, nhưng mà Ngài là một hoàng tử của thiên đàng. Khi chúng con quỳ gối, chúng con thờ phượng Ngài, thì chúng con sẽ được Chúa Ngài thay đổi thân phận của chúng con. Giống như là những người chăn chiên, họ đã thờ phượng Chúa Jesus Christ, hài nhi Jesus. Sau đó thì họ đã trở về và họ làm sáng danh Đức Chúa Trời. Họ không còn là những người chăn chiên bình thường nữa, nhưng mà họ trở thành những người sang trọng của Đức Chúa Trời. Họ có thể rao truyền lời của Đức Chúa Trời và đưa người khác trở lại với Đức Chúa Trời nữa. Xin Chúa biến đổi chúng con để qua mùa Giáng sinh này, mỗi cuộc đời của chúng con sẽ được kinh nghiệm Chúa. Chúng con sẽ được kinh nghiệm sự biến đổi trong ơn quyền năng của Ngài. Chúng con sẽ không còn làm những việc thấp hèn của đời này nữa, nhưng mà chúng con sẽ làm những việc cao trọng của Đức Chúa Trời, đó là truyền bá tin lành của Chúa và đưa rất nhiều người trở lại với Ngài. Xin Chúa Ngài sức dầu chúng con để cuộc đời của chúng con sẽ được sáng một trang sử mới. Khi chúng con có Đức Chúa Trời là Emmanuel ngài ở cùng với chúng con, thì cuộc đời của chúng con sẽ đầy dẫy sự dạng dĩ, bao dạng, mạnh mẽ và đắc thắng. Không có kẻ thù nào của ma quỷ có thể ngồi trên đầu, trên cổ cai trị chúng con được. Nhưng mà trong danh Chúa Jesus, tất cả mọi cái đồn lũy, tất cả mọi sự trói buộc của chúng nó, tất cả những cái quyền lực và những sự nghèo đói của chúng nó, bệnh tật và rủa xả của chúng nó phải rớt ra khỏi đời sống của chúng con trong danh Chúa Jesus Christ. Nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài dứt dấy tấm lòng chúng con để chúng con được mạnh mẽ, bước đi đắc thắng càng hơn trong danh Chúa Jesus. Xin Chúa dùng lời của Ngài để thêm sức, an ủi, nâng đỡ chúng con và chúng con được trở nên giống như Chúa càng hơn. Quyền lời của Chúa Ngài sẽ là những cái dây để chúng con được cột chặt ở trong quyền năng của Chúa. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng sẽ là một sợi dây khác để cột chặt đời sống của chúng con ở trong quyền phép của Đức Thánh Linh. Đây Chúa xin cho chúng con có một đời sống biết quân bình ở trong thuộc linh của chúng con giữa linh và lời, để chúng con không thiếu thốn chút nào và đời sống chúng con được kết quả, được tăng trưởng lớn lên ở trong ơn của Chúa mỗi ngày. Còn cảm ơn Cha, quý Chúa được vinh hiển qua lời của Ngài và cũng như qua thánh của Chúa tại đây. Và xin Chúa ban phước lành cho quý bà cho con để trong mùa Giáng sinh này, mỗi người chúng con sẽ được Chúa Ngài Giáng sinh ở trong lòng và Ngài cất đi tất cả mọi sự phiền muộn, tất cả những ưu tư, những lo buồn, những bệnh tật, những rủa xả, những thiếu thốn, những nghèo đói của chúng con, để cuộc đời của chúng con thật sự có Chúa và người ta sẽ nhìn thấy rằng là chúng con là những người được phước bởi vì có Chúa ở cùng với chúng con. Cảm ơn Chúa vì Chúa được vinh hiển trong tất cả mọi sự và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.